Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ án mạng hết sức nghiêm trọng. Hai vợ chồng bị sát hại một cách dã man trong đêm, còn hung thủ thì đã bỏ trốn. Sau hơn 400 giờ tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hưng Yên đã tìm ra kẻ thủ ác. Ít ai ngờ thủ phạm lại là kẻ có lý lịch khá đẹp, tôn nghiệp đại học luật, cán bộ tư pháp. Hành trình truy bắt tên hung thủ này ra sao? lực lượng chức năng đã gặp những khó khăn gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đêm 16, dạng sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại số nhà 6, phường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Đặng Văn Trường, 41 tuổi, bị sát hại ngay tại cửa buồng ngủ tầng 1, còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi, gục chết ngay tại giường ngủ, cả hai bị nhiều vết thương ở trên người. Theo như cháu Sơn, con trai của nạn nhân cho biết, cháu ngủ ở phòng khách phía ngoài, khi cháu phát hiện sự việc, hô trộm, trộm thì đối tượng đã bỏ chạy ra phía cửa lách, xô ngã ông nội cháu từ nhà bên dưới nghe tiếng hô chạy lên. Khi vụ án xảy ra đã gây chấn động dư luận, bởi Hưng Yên vốn là một tỉnh yên bình, nhiều nhà dân đi ngủ, còn chủ quan không cài khóa cửa. Ngay lập tức người dân địa phương đã báo cho lực lượng chức năng. Tại hiện trường cơ quan công an phát hiện ngôi nhà khóa cửa trước nhưng cẩm nhà rất thấp, dễ dàng nhảy qua để vào sân trong. Cửa lách của ngôi nhà không có then chốt cài, qua cánh cửa này vào ngay đến cửa buồng ngủ của vợ chồng anh Trường. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, ban chuyên án của công an tỉnh Hưng Yên được thành lập, lúc bấy giờ là do đại tá Phạm Thế Tùng, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên làm trưởng ban. Cũng theo cơ quan công an Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra đã dựng lên những đặc điểm của đối tượng gây án. Đó là một nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi, tầm cao từ 1m65 đến 1m73, đầu đội mũ lưỡi chai, đi giày cỡ khoảng 40-41 nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có 3 dọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh, đi tất cổ ngắn màu xám, mặc quần dài và áo tối màu. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Nhiều cán bộ trinh sát giàu kinh nghiệm thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cũng đã có mặt tại thành phố Hưng Yên tham gia vào phá án. Đồng thời cán bộ chiến sĩ thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng kỹ thuật hình sự, phòng hồ sơ, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên đã được huy động vào chuyên án. Trong các đợt nghỉ lễ 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9, 100% quân số của các đơn vị trên đều sẵn sàng tham gia phá án. Cũng theo lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, bên cạnh sự chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quý Vương, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự và một số điều tra viên giàu kinh nghiệm đã nhiều lần có mặt tại Hưng Yên trực tiếp xuống hiện trường vụ án vào ban đêm để xem xét, đánh giá lại đúng thời gian, không gian, bối cảnh xung quanh hiện trường khi xảy ra vụ án. Ban chuyên án đã tổ chức giả soát hàng trăm đối tượng trong và ngoài tỉnh có hành động trộm cắp, đồng thời cũng tìm hiểu những mâu thuẫn của các nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, kết quả thu được vẫn rất hạn chế. Hai nạn nhân được đánh giá là hiền lành, chịu khó, chồng ở nhà nuôi lợn, vợ làm may. Hiếm khi người ta thấy anh chị to tiếng với hàng xóm, việc ra soát đám lưu manh trộm cướp cũng chưa có những manh mối thực sự rõ ràng. Khoảng một tuần sau khi vụ án xảy ra, một tổ công tác qua quá trình ra soát các vụ trộm trên địa bàn phát hiện vụ trộm có thủ đoạn tương tự với vụ án trên. Đêm 27 tháng 7 năm 2018, anh Hát là sinh viên mới ra trường, hiện trọ tại khu vực gần trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên, phát hiện bị mất chiếc điện thoại di động iPhone khi sạc ở đầu giường. Trong vụ giết người ở phường Nam Tiến, đối tượng cũng mò vào nhà anh Trường, định rút trộm chiếc điện thoại di động đang sạc ở đầu giường thì bị nạn nhân phát hiện. Từ thông tin trên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm tại phòng trọ của anh Hát là đối tượng Đinh Công Tráng, 41 tuổi, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Trong danh sách những đối tượng tình nghi của vụ giết người, thì Tráng là một trong những đối tượng nằm đầu bảng. Khẩn trương tiến hành xác minh những di biến động của đối tượng trước và sau thời điểm xảy ra vụ án. Ban chuyên án nắm được đêm xảy ra vụ án, Tráng không có mặt ở nhà. Sau đó gã còn mò lên Hà Nội, rồi vòng sang Hải Dương chơi với đám bạn nghiện. Ít hôm sau mới mò về nhà, Đặc biệt Tráng có những đặc điểm nhận dạng rất giống với đối tượng sát hại vợ chồng anh Trường mà cháu Sơn và ông Lạc mô tả. Ngày 29 tháng 8 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Tráng về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiến hành khám xét nhà đối tượng, qua đó thu được dao, quần áo, giấy dép và một số tài liệu liên quan. Những con dao dính máu trong nhà đối tượng được gửi đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự. Do tính chất cấp thiết của vụ án nên các cán bộ của Viện Khoa học Hình sự cũng không quản ngày đêm để có kết quả giám định sớm nhất. Kết quả giám định báo về, trên một con dao thu được tại nhà đối tượng Tráng có ADN của chị Hoa và đối tượng. Khi đó các lực lượng tham gia phá án mới như chút được gánh nặng đeo đẳng các anh trong suốt thời gian qua. Mặc dù đã có những bằng chứng chứng minh hành vi giết người của Tráng, song gã vốn là một cử nhân luật, lại có tiền án tiền sự nên việc đấu tranh để gã khai nhận là một cuộc đấu trí hết sức cam go, thậm chí là căng thẳng không kém gì quá trình tìm ra và truy bắt đối tượng. Tráng một mực chỉ thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản vào đêm 27 tháng 7 năm 2018. Trước những chứng cứ hết sức khách quan, khoa học mà cơ quan điều tra đưa ra, Tráng vẫn một mực không khai nhận. Trong suốt 3 ngày liên tục, các điều tra viên giàu kinh nghiệm của công an tỉnh Hưng Yên và cục cảnh sát hình sự trực tiếp đấu tranh cân não với Tráng. Đến sáng ngày 3 tháng 9 năm 2018, Tráng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do nghiện ma túy, Tráng thường xuyên đi tuần vào buổi đêm. Khi phát hiện ngôi nhà nào sơ hở, gã sẽ đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền. Trước khi đi, gã luôn thủ sẵn một con dao nhọn để phòng thân. Đêm hôm đó, Tráng đến khu vực nhà anh Trường. Nhìn qua cổng, Tráng phát hiện cửa ngách không khóa. Tráng lập tức treo qua cổng, qua cửa ngách, rón rén vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa và thấy chiếc điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường. Xong đúng vào lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc túm lại. Tráng liền rút dao đâm chị Hoa gục xuống thành giường. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng răng co. Tráng đã dùng dao đâm tiếp anh Trường. Sau khi gây ra vụ án, Tráng mò lên thành phố Hà Nội gọi điện thoại cho cô người yêu cũ. Gã bịa ra rằng có người quen lên Hà Nội học nhờ cô này thuê giúp một căn phòng trọ. Tuy nhiên cô gái đã không nhận lời. Hai ngày tiếp theo Tráng giặt về Hải Dương, tá túc tạm ở nhà một số người bạn. Sau đó khi gọi điện thoại về cho vợ, thấy tình hình có vẻ êm êm, gã liền mò về. Lập tức vòng vây của lực lượng công an đã siết chặt. Sau hơn 400 giờ điều tra, truy bắt và đấu trí với Đinh Công Tráng, thủ phạm gây ra vụ án nghiêm trọng đã bị bắt giữ. Đây thực sự là một chiến công xuất sắc của công an tỉnh Hưng Yên nói riêng, của các lực lượng điều tra hình sự nói chung. Chiến công này được nhân dân trong và ngoài tỉnh hết sức phấn khởi và ghi nhận. Nói về xuất thân của Tráng có thể thấy, hắn là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em. Tráng có hai người vợ và hiện ở cùng vợ hai và con gái tại phường An Tảo. Người dân địa phương cho biết, từ nhỏ Tráng được mọi người biết đến là do học giỏi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành luật của một trường đại học ở Hà Nội, Tráng trở về làm cán bộ tư pháp ở phường. Một người hàng xóm của Tráng kể lại, hồi đó Tráng có bằng đại học và làm cán bộ tư pháp khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau khi đã có công ăn việc làm ổn định, Tráng không chịu rèn luyện tu dưỡng và vết trượt dài đối với gã bắt đầu từ thói ăn chơi xa đọa của mình. Tráng bập vào ma túy, thường xuyên bỏ bê công việc để bay lắc với đám bạn nghiện. Mặc dù được gia đình, đồng nghiệp cùng cơ quan nhiều lần khuyên can, động viên, giúp đỡ, song tráng tính nào tật nấy vẫn không dứt ra được. Và việc gì đến cũng phải đến. Cuối cùng tráng bị sa thải khỏi nơi làm việc. Năm 2009, tráng lên Hà Nội xin việc tại một số văn phòng luật tư nhân. Cũng trong thời gian này, tráng quen với một cô gái dịch vụ và có quan hệ yêu đương với một cô gái tên Hát. Khoảng tháng 8 năm 2009, Tráng đã rủ cô gái đi chơi, sau đó hiếp dâm cô gái này và bị tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử 30 tháng án treo. Ngoài ra, Tráng còn một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tráng hiện đang sống cùng người vợ thứ hai làm công nhân may và cô con gái nhỏ. Tuy nhiên vướng vào ma túy lại không có việc làm ổn định. Đêm đến đối tượng thường lang thang khắp các nơi để hành nghề trộm cắp vật. Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Công Tráng, bị cáo Đinh Công Tráng bị truy tố về tội giết người và trộm cắp tài sản theo quy định tại các điểm a và n khoản 1, điều 123 và điểm c khoản 2, điều 173 Bộ luật hình sự. Tòa tuyên phạt Đinh Công Tráng tổng mức án là tử hình, đồng thời phải bồi thường chi phí cứu chữa cho vợ chồng anh Trường, chị Hoa cùng với tổn thất tinh thần của người thân trong gia đình nạn nhân, số tiền 423 triệu đồng. Mặt khác, Đinh Công Tráng còn phải chịu trách nhiệm chu cấp cho hai con của vợ chồng anh Trường đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Thưa quý vị, tốt nghiệp đại học luật, sau đó trở thành cán bộ tư pháp ở địa phương, Đinh Công Tráng tưởng chừng như đã trở thành công dân gương mẫu, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, nhưng hắn lại không giữ được bản thân, dẫn đến việc đi vào con đường không thể quay đầu nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại